Hôm nay 24 tháng 6, với môn thi cuối cùng, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 đã chính thức khép lại. Với nhiều điểm mới trong cấu trúc đề thi, cách làm bài thi, công tác tổ chức thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Theo đánh giá chung, trong 3 ngày thi, kỳ thi năm nay tại tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra nghiêm túc và thành công, giảm tải cho xã hội. Bên cạnh đó, đề thi có nhiều nội dung liên hệ với thực tiễn, kích thích sự sáng tạo của thí sinh, đồng thời có tính phân hóa cao. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại toàn cảnh kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Đây là năm thi với nhiều nét mới, như tổ chức thi theo cụm, cách làm bài thi như toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi văn còn 120 phút, giảm 60 phút so với các năm trước. Đặc biệt là lần đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia xuất hiện hai tổ hợp bài thi là khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Tất cả đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Dù có nhiều sự thay đổi, nhưng do đã được nhà trường và thầy cô hỗ trợ ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nên các thí sinh tham gia kỳ thi không quá căng thẳng và khá tự tin. Bên cạnh đó, nhìn chung, đề thi năm nay tương đối nhẹ nhàng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh khi làm bài, nhưng cũng có tính phân hóa cao và yêu cầu thí sinh phải nắm vững kiến thức để trả lời. Em thấy Bộ Giáo dục đưa ra hai tổ hợp như vậy thì em cảm thấy là phù hợp hơn với lại những bạn thích xã hội như em. Đây là tổ hợp em thi đại học nên là em cũng rất là lo. Em thấy cũng có cái mặt khó nhưng mà cũng có cái mặt lợi cho tụi em. Ví dụ như là thi trắc nghiệm thì có, với chẳng hạn như có một số bạn hơi yếu về môn toán, lý hóa chẳng hạn thì mấy bạn cũng, nếu bạn đắm trắc nghiệm thì có khi cũng khó bị điểm liệt. Có thể nói, kỳ thi diễn ra thuận lợi là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo về các điều kiện phục vụ kỳ thi, phương án hỗ trợ thí sinh dự thi trước và trong kỳ thi, sự lãnh chỉ đạo sát sao và kịp thời của chính quyền, Sở Giáo dục Đào tạo và sự phối hợp của các đoàn thể, ban ngành. Công tác phổ biến nội quy, quy chế thi đến các học sinh được nhấn mạnh, các đoàn kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao của hơn 2.200 cán bộ coi thi ở 36 điểm thi toàn tỉnh, kỳ thi đã khẳng định niềm tin của phụ huynh và thí sinh về tính nghiêm túc của kỳ thi. Thi cụm này nhưng mà thường là các giáo viên nơi khác về coi chứ cũng không phải là ở trường, cho nên chắc là cũng không có tình trạng gì xấu đâu. Hình thức thi theo cụm cũng đã giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian, đảm bảo sức khỏe và tâm lý cho thí sinh và gia đình. Đặc biệt, đối với thí sinh vùng sâu, vùng xa, thí sinh dân tộc thiểu số đến các điểm thi tập trung xa nhà, các em được chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể và các đơn vị hỗ trợ phương tiện và chi phí đi lại, chỗ ăn ở miễn phí. Không thể không nhắc đến hình ảnh những chiếc áo xanh của tình nguyện viên, các chiến sĩ công an giao thông giữ gìn an ninh trật tự tại điểm thi, cùng đồng hành cùng các sĩ tử, trực tiếp động viên tinh thần các em, hỗ trợ các em bất kể nắng mưa. Cả xã hội cùng chung sức tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh hoàn thành kỳ thi quan trọng, đánh dấu 12 năm phấn đấu học tập của các em. Chính quyền huyện và chính quyền các xã ưu ái tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cả sự động viên và tinh thần rất là lớn. Cho nên là học sinh trường Đa Sa nói riêng cũng như học sinh cả trường Lam Bi An mà ở khu nội trú này thì các em rất là tâm trạng thoải mái, an tâm. Năm nay cũng có tạo điều kiện cho phụ huynh với lại học sinh là cũng thuê xe rồi đưa đón con đi thi để cho nó đỡ tốn kém ấy. Phòng trọ thì thuê thì nó cũng rẻ hơn. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 14.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có trên 11.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, vừa xét tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Trong suốt 5 buổi thi, quy chế được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, nhưng vẫn tạo không khí thoải mái, tránh áp lực không đáng có cho thí sinh. Các điểm thi luôn được trong tư thế sẵn sàng và có phương án phù hợp kịp thời để khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường, nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và an toàn tuyệt đối cho cán bộ tham gia tổ chức thi. Có thể nói kỳ thi đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ở 12 huyện và thành phố tại 36 điểm thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và mục tiêu của kỳ thi là thuận lợi dành cho thí sinh. Những khó khăn nếu có thì thuộc về các nhà quản lý giáo dục và các nhà trường
điều đó đã được thực hiện một cách có hiệu quả tốt. Về công tác phối hợp thì kỳ thi này dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và sự chủ trì của Sở Giáo dục và Đào tạo thì tất cả công tác phối hợp trong công tác tổ chức thi với các trường đại học, đó là Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Lạt và Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cùng với tất cả giáo viên trong toàn ngành tham gia công tác thi khoảng hơn 2.000 người thì đã phối hợp rất tốt để kỳ thi diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp. Để có được kết quả này thì bên cạnh sự phối hợp đối với các đơn vị cùng tổ chức thi, các đơn vị chức năng trong ban tổ chức thi thì không thể không nói tới sự phối hợp rất chu đáo, rất có hiệu quả của tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hỗ trợ thí sinh cũng như là tất cả các điểm thi, hỗ trợ các thầy cô làm công tác coi thi. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 tại tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc thành công, an toàn và nghiêm túc. Các đơn vị hội đồng thi sẽ tiến hành chấm thi và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7 tháng 7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được công bố chậm nhất là vào ngày 14 tháng 7. Các trường đại học cao đẳng sẽ căn cứ điểm thi tốt nghiệp của thí sinh để xét tuyển sinh đầu vào.